chúng tôi lại tiếp tục thách thức Ranger bằng một loạt các thử nghiệm mới khắc nghiệt hơn nhiều những lần thử nghiệm trước để chứng minh rằng Ranger đơn giản là chiếc xe bền bỉ và thông minh. Đó chính là Buford Thorp. Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng của Ranger chính là đối tượng của buổi thử nghiệm cam go lần này khi chúng tôi thả hết khối tải nặng này đến khối tải nặng khác vào thùng hàng phía sau mà không hề dừng xe lại. Lần thả đầu tiên, hãy xem chiếc xe Ranger vận hành ra sao với cả đống tải nặng thả rơi tự do xuống. Việc thả tải nặng bất ngờ như thế này sẽ mang đến một trải nghiệm khó có thể đoán trước. Công nghệ thông minh của Ranger có khả năng nhận biết sự thay đổi trong điều kiện vận hành. Khi điều kiện thay đổi, từ tải nặng đột ngột hoặc đánh lái bất ngờ, hệ thống cân bằng điện tử ESP của Ranger sẽ được kích hoạt, phát đi một loạt tín hiệu. Các cảm biến sẽ cảnh báo hệ thống điều khiển có vấn đề đang xảy ra với Ranger và chiếc xe đang di chuyển như thế nào. Ranger ngay lập tức sẽ phản ứng lại, ngắt lực kéo và phân bổ lực phanh. Ranger đã sẵn sàng cho thử thách kế tiếp, tăng tải trọng lên nào. Những khối gạch được thả xuống thùng xe. Các cảm biến được đặt tại bánh xe và tay lái, các cảm biến tốc độ và cân bằng, tất cả cùng nhau phối hợp làm việc, giúp cho Ranger hoàn thành nhiệm vụ trên đường thử. Đã đến lúc thử thách Ranger đến tận cùng giới hạn. Tải được chất mỗi lúc một cao hơn. Một khối tải nặng lại chất cao sẽ khiến xe có xu hướng bị lật và mất lái. Nhưng Ranger có khả năng kiểm soát chuyển động mất cân bằng này. Ngay khi cảm biến của hệ thống lái xác định ra hướng chiếc xe định di chuyển tới, hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử ESP sẽ phanh độc lập ở từng bánh xe, cho phép Ranger đi đúng hướng và về đích cuối cùng. Cho dù các khối tải nặng liên tục được thả xuống, Ranger luôn chứng minh khả năng phản ứng nhanh nhạy đầy tự tin. Đó chính là Buford Thorp.